Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cái phần video clip này nha. Đầu tiên mình sẽ trình chiếu ha, nói câu chào mừng gì đó ha. Sau đó mình chơi một cái trò chơi, có nghĩa là mình sẽ chia làm hai đội, đội 1 và đội 2. Từng đội thay phiên nhau ha, chọn hai số, ví dụ như đội 1 chọn số 1 đúng không? Và chọn số 3. Như vậy là con mèo với là chữ turtle nó không khớp, như vậy chúng ta đóng lại, đội 1 không có điểm. Rồi tới phiên đội 2, đội 2 cũng chọn số 1. Nhưng mà lúc này không phải chọn số 3 nữa, mà ví dụ chọn số 7 chẳng hạn, thì là con mèo ở đây đúng, như vậy là đội 3 có điểm, đội 2 có điểm thì mình ghi vào đây là mỗi lần mình điểm là mình cho là 10 đúng không? Mình ghi thẳng vào đây trực tiếp là 10 điểm này ha. Đó, tiếp tục rất là nhanh, khúc đầu thì nó hơi phức tạp chút bởi vì nó nhiều số. Nhưng mà mấy khúc sau thì rất là nhanh ha. Đội đội 1 tiếp tục là đội 1 rồi đúng không? Đội 2 chọn số 2 chẳng hạn như vậy. Bây giờ chọn số 6. Như vậy không đúng, đóng lại. Đúng không? Rồi, tương tự như vậy khi chúng ta lật mở hết thì đội nào giành được điểm số cao hơn thì đội đó chiến thắng. Rồi chúng ta qua trò chơi này, sau đó chúng ta đến một cái phần gọi là tương tác về cái nội dung trò chơi để hướng tới cái bài học đó. Đó là câu hỏi và trả lời, thì chúng ta có hai câu hỏi đơn giản thôi. Bởi vì nó trình độ rất là thấp đúng không? Mình hỏi ít ít thôi. Rồi tiếp theo chúng ta hỏi hai câu này và học sinh trả lời. Xong rồi á, thì chúng ta sẽ tương tác vào bài. Đó là cái con thú cưng á, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ học một sẽ xem một cái đoạn video clip về một chú chó vùng Flanders đó. Tiêu đề của bài học ngày hôm nay là như vậy, mình dẫn dắt vào bài học ha. Rồi sau đó, nhưng mà để trước khi học bài thì chúng ta sẽ đến với phần học từ vựng ha. Từ vựng để chúng ta có thể xem video dễ dàng hơn. Rồi đầu tiên là Newman, ta dạy từ vựng tên là Newman. Newman đi ra cho mẹ làm. Đi đi. Nó đi ra đi. Từ từ Newman. Đó, Newman thì mình dạy như thế nào? Một số từ á, thì mình sẽ tương tác trực tiếp, còn một số từ á, thì chúng ta không cần phải tương tác, rút ngắn thời gian bằng cách là lướt qua nhanh. Milkman thì dễ này, mình có thể tương tác là Do you like drinking milk chẳng hạn. Chẳng hạn ở đây mình thấy có những cái ống sữa, những cái bình sữa ha. Mình nói là Do you like drinking milk, bạn có thích uống sữa hay không ha. Rồi mình giới thiệu, bên kia sẽ trả lời đúng không? Yes or no cho nó mau ha, đơn giản thôi. This is a milkman. Rồi, mình có thể nói thêm là he delivers, dựa vào định nghĩa ở phía trong này ha. He delivers milk to customer each morning chẳng hạn. Rồi sau đó mình yêu cầu học sinh đọc, ví dụ như là repeat after me, milkman, milkman. Thì như vậy là em mời một bạn nào đó đọc cũng được ha. Rồi sau mình sẽ đọc cái định nghĩa ha. Xin lỗi, mình đọc cái ví dụ ha. Đó, mình đọc ví dụ này. The milkman was late this morning. Rồi tiếp theo đó là từ poor. Từ poor thì theo cô nghĩ mình cũng có một cái tình huống hỏi như sau là Do you think they have a lot of food to eat? Đúng không? Mình sẽ hỏi như vậy. Thì người ta chỉ cần trả lời yes hay no cho nó mau ha. Mình muốn rút ngắn thời gian, yes no cho nó lẹ. Rồi mình nói tiếp là they are very poor. They do have not enough money for food or basic things. Như vậy là mình cũng có dựa vào định nghĩa ở đây ha, not having enough money gì đây nè. For basic thing này. Rồi, như vậy là ở đây mình có nhắc đến chữ poor. Now repeat after me poor. Rồi yêu cầu một bạn nào đó đọc lại. Hoặc nếu như tiết kiệm thời gian thì khỏi cần đọc, bởi vì có cái phần đọc khúc sau rồi. Mình sẽ check cái phần này sau các bạn ha. Tại vì có 30 phút thì không biết là như thế nào. Rồi tiếp theo là ta dạy từ abandon đúng không? Abandon thì cũng tương tác được. Mình có thể hỏi là Who is in the box? Chẳng hạn, ai ở trong cái hộp này đúng không? Thì bên kia sẽ trả lời rất là đơn giản, a baby, đúng không? Câu hỏi càng đơn giản càng tốt ha, để học sinh tương tác. Mình nói thêm, mình chêm một câu là The boy is abandoned because his parents don't want him anymore. Chẳng hạn như vậy ha. Đó, như vậy là mình đọc lớn một từ abandoned, abandoned. Rồi, đọc ví dụ ha, yêu cầu học sinh đọc lại cái từ abandon nếu cần thiết, nếu mà không kịp thời gian thì thôi, còn kịp thời gian thì đọc ha. Rồi tiếp theo là dạy từ yêu đúng không, mình sẽ tương tác bằng câu là is the boy well, is the boy well á, có khỏe không á, thì đơn giản thôi, yes or no, mau mắn ha. He is not well, he is
Or another way, we can say he is ill. Ví dụ vậy ha. Đó, như vậy là mình cũng có thể dùng not well bằng cái từ là ill. Tiếp theo là mình học cái từ take care of. Take care of là mình có thể hỏi là does your father or mother usually help you when you're ill? Chẳng hạn như vậy thì người ta sẽ trả lời là my father or là my mother, lựa chọn một trong hai đáp án. Rồi, hoặc là em có thể hỏi là who usually helps you when you're ill, your father or your mother? Đó, gì đó thì dễ hơn chút ha. Thì em sẽ chêm vô một câu nữa là khi mà học sinh trả lời xong mình sẽ chêm vô là she or he usually takes care of you when you're ill. Ở đây không biết là father hay your mother thì đại loại mình ghi cái she he cái đã, tùy theo câu trả lời của học sinh ha. Rồi tiếp theo, painter đúng không? Painter ở đây thì cô nghĩ là chẳng cần phải tình huống tình heo gì hết ha. Ở chỗ đây là mình đi thẳng vào luôn. Painter đó là a person who paints. Chẳng hạn như là mình có thể đọc định nghĩa đây luôn, a person whose job is painting buildings or walls or gì gì đó ha. Vâng vâng. Rồi, đọc ví dụ, yêu cầu học sinh đọc lại từ đó. Tiếp theo là ta dạy từ prize. Prize thì mình có thể tương tác bằng cách là hỏi game show ha. What game show is it? What game show is it? Chắc chắn là nhìn vô đây ai không biết cái Vietnam's Got Talent đúng không? Thì mình sẽ nói thêm đó là the boys won a lot of money. The prize is gì đó, VND 500 million dong. À xin lỗi, 500 VND 500 million, đúng không? VND đứng trước ha, ở đây sao VND đứng sau? Tiếng Việt quên. Rồi, VND 500 million. Rồi sau đó mình đọc lại cái từ nào, repeat after me, price. Yêu cầu học sinh đọc lại từ price này ha. Rồi sau đó là mình đọc câu ví dụ. Các em nhớ là mình sẽ check lại nghĩa tiếng Việt nha, bởi vì chắc chắn là những cái bạn học sinh này rất là yếu, cho nên cô quên mất cái điều đó là mình hỏi lại tiếng Việt của nó nghĩa là gì nha. Rồi tiếp theo đó là từ fail. Từ fail. Từ fail thì mình nói một câu khỏi cần tương tác, đó là when you do well in the exam thì you pass it. When you do badly, you fail. Đó, vậy thôi. You fail, xong. Rồi đọc lại từ fail. Now repeat after me, fail. Mình có thể đọc định nghĩa và đọc ví dụ. Rồi mấy cái từ sau là mình lướt ha. Pass away mean die. Đọc định nghĩa thôi, không cần phải tương tác gì hết đâu. Nó dễ quá rồi ha. Rồi đọc câu ví dụ ha. Rồi, yêu cầu học sinh đọc lại. Cuối cùng là từ từ dead đúng không? Từ dead cũng đọc định nghĩa thôi và đưa ra câu ví dụ. Xong chúng ta đến với cái phần là check lại cái phần đọc toàn bộ từ vựng nãy giờ đã học đúng không? Mình đọc lại một lần ha, ví dụ như milkman này, poor, abandoned, ill, mình đọc hết như đây ha, sau đó mình yêu cầu một hai em thôi. Hoặc nếu như mà số lượng ít thì không biết, năm em thì nhiều quá, hai em thôi, không cần đọc nhiều đâu nha, hai em đọc giúp lại cái phần này. Và sau đó thì chúng ta sẽ xin lỗi, hai em là đọc sau khi mà mình đọc cả lớp trước. Mà online đọc cả lớp sao nhỉ? Online thì chắc cô nghĩ là đọc riêng lẻ thôi, chứ học đọc cả lớp thì nó rất là nhiễu tiếng em ơi. Thôi mình đọc riêng lẻ nha, online á. Rồi tiếp theo mình đến với phần checking vocabulary đúng không? Những cái tấm hình này nè, look at the picture, mình đọc cái hướng dẫn của đề bài ha. And say aloud the vocabulary items you learn from them. Đó, những cái bức hình này nè, coi thử học được những từ vựng gì từ cái box này các bạn ha. Đây, từ vựng gì thì cái box là phần gợi ý này, đây đúng không? Đó, ví dụ pass away đúng không? Từ tiếp theo nè, đó là price, yếu đó, hai đội nè, cứ đội nào thắng là cứ 10 điểm thôi á, các em ghi vào đây. Rồi tiếp tục vân vân. Rồi. Không biết có kịp hay không nữa, thấy nhiều hoạt động mình thử dạy thử như thế nào. Rồi hoạt động đầu tiên của cái phần nội dung video clip này đó là yêu cầu đọc đề tiêu đề nhé. Watch the video filling up the blank about the characters chẳng hạn. Rồi
Các em đọc tên của những người ở đây ha. Rồi sau đó chúng ta trình chiếu nút ở phía dưới đây nha, nút ở phía dưới đây. Bấm vô. Rồi, bấm vô. Chạy hết rồi cho nó xem xong đúng không? Rồi quay lại bài tập. Rồi điền vô yêu cầu, gọi tên điền vô. Đó rất dễ. Bài này thì chắc là qua nhanh. Ủa, cô bấm nhanh quá thì nó tua mất cái phần kia. Rồi, quay lại nè. Như vậy là mình làm xong bài tập rồi đúng không? Mình tiến tới bài số 2. Đó, mình cũng phải đọc tiêu đề như vậy ha. Mình đọc tiêu đề đó. Bài này á là yêu cầu học sinh làm gì nhỉ? Đó là những cái cụm từ phía dưới này. Nó muốn ám chỉ đến ai? Có nghĩa là miêu tả thì cũng được, nhưng mà có những một vài nhân vật á, những cái cụm từ không gọi phải gọi là miêu tả, có nghĩa là nó gắn liền với cái nhân vật nào trong 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 cái video clip. Rồi chúng ta sẽ hỏi về Nilo ha. Đó đó, những cái từ như là giày. Đó, grandfather là giày. Đó, trong bài nó có xuất hiện hết á. Cái này quên cho coi video clip. Đó, nói cái quên mất luôn thấy không? Cái này phải dạy nhiều lần nó mới quen ha. Rồi, cho coi video clip xong đó. Rồi, chúng ta check. Quay lại check nè, đó. Rồi, check xong rồi ha. Đó, có mấy phía sau có ít à. Chủ yếu ba cái nhân vật này là nhiều nè. Nhân vật này nhiều nè. Đó, thấy không? Ba nhân vật này nè. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với hoạt động số 3. Hoạt động số 3 thì cũng xem video và trả lời các câu phía dưới. Các em nhớ những cái phần này mình phải gửi vào cái phần chatbot cho học trò họ nhìn nha, bởi vì mình không có handout. Những cái phần bài tập là mình phải gửi, mình chuẩn bị sẵn để copy và gửi vào chatbot ngay lập tức khi mà chúng ta trình chiếu như thế này. Chứ bởi vì khi mà họ xem video clip họ chả biết cái câu hỏi nó ra làm sao cả. Đúng không? Cho nên là mình phải gửi vào chatbot nha, họ sẽ mở chatbot bên cạnh video clip họ sẽ coi. Rồi mình bấm vô coi video clip xong đã đời ha. Mình quay lại. Rồi sau đó chúng ta check đáp án. Rất là dễ, trong bài có hết rồi. Có vài câu yes no vậy thôi cho nó dễ. Bài này cũng không có khó. Hỏi hết nội dung rồi đó. Rồi tiếp theo là hoạt động cuối cùng. Hoạt động này là hoạt động tổng kết những gì đã học thôi. Sắp xếp cái gì nhỉ? Sắp xếp các cái cảnh và lời kể chuyện theo thứ tự xuất hiện trong video clip á. Đó, chúng ta sẽ sắp xếp ha. Em có thể gọi một vài học sinh ha. Ví dụ như cảnh một, vị trí đầu tiên sẽ là gì bắt đầu. Ai nhớ được cái gì thì cứ. Cái này không có coi video clip gì nữa nha, bởi vì lúc đó mình đã coi 3 lần rồi. Nhớ được cái gì thì cứ làm cái đó thôi. Check đáp án, đây là phần tổng kết lại. Sau đó chúng ta có thể yêu cầu học trò, không biết có nhìn thấy không nhỉ, đọc lại cái nội dung. Nếu như hết giờ thì thôi, như các em hết giờ thì thôi, khỏi bỏ luôn cái phần đọc. Còn không hết giờ thì yêu cầu học trò đọc tiếp ha. Đó là cái phần hướng dẫn video clip của cô ha.